Tuổi trẻ không an phận cầu kỳ, cũng không chạy theo trào lưu ở phố thị. Ngày ngày, Minh Vương lăn lộn với những cỗ máy tạo phân hữu cơ vi sinh tự nhiên như thế này. Vương từng đoạt giải nhì cuộc thi dự án khởi nghiệp năm 2015 với dự án sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và kết hợp nuôi trùng quế từ bùn thải nuôi tôm thẻ chân trắng. Sau thời gian dài nghiên cứu, theo đuổi ngành trùng quế, chàng thanh niên sinh năm 1992 rời thành phố Hồ Chí Minh để quay về quê nhà Ninh Thuận, gắn bó với ruộng đồng. Hôm nay, anh có mặt ở đây để cùng những người bạn đồng trang lứa nhìn lại hành trình 10 năm của khởi nghiệp xanh. Đối với riêng dự án của tôi thì nó cũng đang phát triển một cách rất là vượt bậc. Lúc trước thì dự án thuần về phân bón trùng quế thôi. Thì hôm nay đến thời điểm này thì nó đã mở rộng lên thành một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng chuẩn. Nó bao gồm rất là nhiều hạng mục. Trùng quế chỉ là một mảng nhỏ trong cái mô hình nông nghiệp đó. Cụ thể ở đây đó là mô hình vườn, ao, chuồng, phân bón, trùng quế và du lịch trải nghiệm. Đó chính là một cái kết quả của một chặng đường dài và chúng tôi kiên định đi theo cái con đường nông nghiệp bền vững. Thành lập năm 2013, câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp đã trở thành một trong những chương trình uy tín tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Thông qua sân chơi là cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, đã có khoảng 1.000 chủ dự án doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước, trở thành một hệ sinh thái rộng khắp, năng động. Đã có những cái doanh nghiệp khởi nghiệp đã đạt được chuẩn của hàng Việt Nam chất lượng cao, được sự tín nhiệm của người tiêu dùng và từ đó mà đã khẳng định được trên thị trường cũng như là từng bước hội nhập tham gia vào cái thị trường quốc tế. Bền bỉ 10 năm qua, chương trình khởi nghiệp xanh đã tập trung vào các chương trình chính như huấn luyện đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, xúc tiến thị trường. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có gần 400 lớp tập huấn với khoảng 30.000 lượt thành viên và hơn 50 lượt chuyên gia tham gia chia sẻ hướng dẫn. Từ đây đã hình thành một thế hệ các thanh niên trẻ, những người làm ăn kiểu mới với tên gọi là doanh nông. Có một cái câu người ta phân tích rất là hay là, và tôi nghĩ rằng nó đúng với, hoàn toàn đúng với bể xa, đó là gieo trồng đất, gieo trồng tâm hồn và gieo trồng cho tương lai. Khởi nghiệp là không phải là chuyện của hôm nay, mà khởi nghiệp là chuyện của ngày mai. Hôm nay chúng ta gieo trồng thì ngày mai, trong tương lai chúng ta mới nhận lại kết quả. Hôm nay chúng ta có những bạn trẻ chập chững bước chân vào con đường khởi nghiệp, thì 5 năm sau, 10 năm sau chúng ta sẽ có những thế hệ doanh nhân cho đất nước. Với chàng thanh niên này, không chỉ làm nông nghiệp, hàng ngày Vương còn chăm bẩm viết sách với mong muốn truyền đạt kiến thức cho bà con nông dân. Bỏ phố về quê không phải để Vương chạy trốn khỏi thành phố ồn ào về ở ẩn, mà để về khởi nghiệp với đất đai, tài nguyên có sẵn nhưng chưa được khai phá, với một mong muốn là làm giàu cho quê hương. Thành quả hôm nay không chỉ đến từ tình yêu, mà hơn hết, Vương và nhiều bạn trẻ trong hệ sinh thái SKC hiểu rằng, làm nông nghiệp giờ đây muốn thành công cần phải có tri thức.